Tấm áo ấy mẹ vá năm xưa, con thường vẫn mặc để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc quần nhau với giặc. Áo con rách thêm nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm vá áo. Đó là ca khúc Tấm áo mẹ vá năm xưa. Xin thưa với lại các đồng chí, thật là vinh hạnh cho lão nông Chi Điền Khang Audio 18 Bình Dương buổi sáng ngày hôm nay được phục vụ một người thượng đế ở tỉnh Hà Bắc. Thì trước đây là tỉnh Hà Bắc, sau khi tách tỉnh ra thì gồm có tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh. Bắc Ninh thì mang biển số 99, Bắc Ninh thì không ai biết đến, đây là những làn điệu quan họ mượt mà đằm thắm êm ái nhá. Mà còn được cả thế giới vinh danh cơ. Đấy. Thì Bắc Ninh mang biển số 99, Bắc Giang mang biển số 98 nhá. Ăn bánh đa kế của Bắc Giang mà nghe đài, nghe những cuộn băng cassette của người nông dân Khang Audio 18 Bình Dương, đấy là điều hạnh phúc nhất trong những điều hạnh phúc. Người thượng đế ở địa chỉ tổ dân phố Ngoài Hạ, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã Trần Văn Chốt trân trọng cảm ơn ngài. Còn đây, vâng, xin thưa với các thượng đế, mùa hoa lê kim ma nở ở quê tôi miền đất đỏ, lại tiếp tục được phục vụ một người thượng đế ở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trân trọng cảm ơn hai thượng đế, trân trọng cảm ơn các thượng đế trên giải chữ S đã gửi chọn niềm tin vào số máy 0368888479. Và một lần nữa mình cũng xin chúc mừng các thượng đế, vì khi các thượng đế liên hệ với số máy này để Trần Văn Chốt những chiếc radio cassette, linh phụ kiện về radio cassette, băng cassette, mình thấy được sự thông tuệ của các thượng đế. Xin chúc mừng. Thể theo yêu cầu của một người anh em có cái bụng tốt, ngày hôm qua mình lên sóng một bộ cơ của chiếc đài JVK có model BC30, đã được một người anh em có cây bụng tốt ở tỉnh Thái Nguyên đã Trần Văn Chốt, và mình đã đóng vào thùng xốp mới đét đèn đẹt để gửi đi chiều ngày hôm qua rồi. Sáng ngày hôm nay lại tiếp tục có một thượng đế hỏi là anh còn cái bộ cơ như thế này không? Thì xin thưa với các thượng đế trên giải chữ S, số lượng là không có giới hạn nha. Đây là bộ cơ để phục vụ người anh em liên hệ buổi sáng ngày hôm nay. Bộ cơ của đài JVK có model BC30. Bộ cơ này được hãng trang bị cho hai cái bánh trung gian này là vòng cao su. Vòng cao su. Đấy, hai bánh tì, thế nên là bộ cơ này có vớt quay được hai chiều. Đấy, thế cái này về phải vệ sinh đánh rửa đi nhá. Cái này mình tháo ra ở đài cũ ra chưa vệ sinh tắm rửa gì cả. Đấy. Mặt đằng trước đây. Mặt đằng trước còn đầy đủ đồ nhá, đầy đủ đồ. Đấy. Ui, cái đầu từ này ngon lắm. Đầu từ này sờ vào cái nhẵn lì đi này. Này. Đấy. Đây là bộ dưới của bàn phím. Và đây là mặt đằng sau của bộ cơ. Đây, motor đây. Nhưng cái motor này hỏng rồi. Motor này mình đoán là hỏng rồi. Vì cao nhân trước người ta sửa chữa, người ta câu dây lằng nhằng như thế này. Mình không biết là nó có chạy hay không. Nhưng mà thôi, mình cứ để đây. Để mình gửi cả cho người anh em. Đây. Đấy, bánh đà. Hai bánh đà, bánh răng các thứ còn nguyên. Nhá, mình chẳng tháo ra cái gì cả. Cứ để như thế này. Cứ để như thế này. Mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất quả đất. Đó là 100.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Các thượng đế Trần Văn Chốt những sản phẩm của mình thì lưu ý một điều nhá. Các thượng đế ở chốt chỗ này chỗ nọ, cái lọ cái chai cái đấy mình không biết, bắt chuột là việc của mèo. Khi Trần Văn Chốt những sản phẩm của mình ấy thì tiền phí ship đấy là quyền lợi của các thượng đế. Mình không có quyền thanh toán mà các thượng đế mới được quyền thanh toán cái tiền phí ship nhá. Đấy, nên là xin thưa như thế cho nó rõ nét. Vì cổ nhân nói rằng tiền bạc phải phân minh, ái tình phải dứt khoát, không nên lập lờ, không nên lửng lơ nhá. Không lửng lơ lập lờ nửa vời là tình cảm nó đi xuống thì chả chơi. Làm thế nào thì làm để tình cảm nó đi lên nhá. Ngày càng đi lên, phát triển lên một tầm cao mới thì đấy mới là cái định hướng của mình. Hồi thế xin phép dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái và quyết thắng. Merci. Merci beaucoup.